Mỹ thừa nhận hết hy vọng kiểm soát sự lây lan của virus, từ bỏ xét nghiệm diện rộng và đổi chiến thuật chống lại đại dịch. Việc xét nghiệm giờ sẽ chỉ là giới hạn cho nhân viên y tế và các trường hợp bệnh nặng, vì xét nghiệm diện rộng cũng không mang lại lợi ích gì. Washington Post đưa tin, các quan chức y tế tại New York, California và nhiều địa điểm chịu ảnh hưởng nặng nề từ virus đã ra quyết định thay đổi chiến thuật xét nghiệm thay vì làm trên diện rộng. Giờ, việc xét nghiệm sẽ được giới hạn dành cho nhân viên y tế và các trường hợp bị bệnh nghiêm trọng. Thông báo được đưa ra kèm lời thừa nhận về sự thất bại trong việc kiểm soát sự lây lan của virus và đất nước sẽ phải chuyển sang giai đoạn chống dịch mới. Tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ, số lượng các ca nhiễm mới liên tục tăng cao, kéo theo nhiều ca tử vong và nguồn cung y tế ngày càng cạn kiệt. Vậy nên, thay vì tiếp tục xét nghiệm diện rộng, các nhà chức trách quyết định tập trung vào việc bảo tồn khẩu trang, mặt nạ phòng hộ, ống thông khí, máy thở và các giường chăm sóc đặc biệt. Việc làm xét nghiệm cũng sẽ bị giới hạn trên nhân viên y tế và các trường hợp bệnh nặng. Đây là dấu hiệu cho thấy dịch bệnh đang dần áp đảo hệ thống y tế của quốc gia này. Ngừng xét nghiệm diện rộng. Thông báo cũng tương tự với những gì Nhà Trắng đưa ra vào ngày 21 tháng 3, với yêu cầu tiết kiệm dụng cụ y tế đang khan hiếm, đồng thời ban hành bản hướng dẫn những ai nên làm xét nghiệm. Ưu tiên lớn nhất là các nhân viên y tế, những người có triệu chứng và người già trên 65 tuổi, đặc biệt những ai có tiền sử bệnh tim hoặc phổi. Không phải người Mỹ nào cũng cần xét nghiệm. Anthony, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia cho biết, khi đi làm xét nghiệm, bạn sẽ tiêu tốn một bộ trang phục bảo hộ cá nhân, bao gồm cả khẩu trang và áo bệnh viện, những thứ đang cần đặc biệt ưu tiên cho nhân viên y tế, bởi họ đang trực tiếp chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm virus. Để truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng, nhiều quan chức đã có những chia sẻ thẳng thắn rằng việc xét nghiệm diện rộng có thể gây nguy hiểm cho nhân viên y tế và thậm chí là cả chiến dịch chống virus của chính phủ. Bởi lẽ các dụng cụ y tế khan hiếm sẽ nhanh chóng cạn kiệt với làn sóng người bệnh tràn đến quá lớn. Vào thời buổi mặt nạ và áo bệnh viện trở nên khan hiếm, mỗi khi chúng ta làm xét nghiệm không cần thiết cho một người, chúng ta đã tước đi công cụ sinh tồn của các nhân viên thuộc đội chăm sóc đặc biệt. Trích lời của Demetre Daskalakis, Phó Ủy viên Phòng Kiểm soát Dịch bệnh tại Sở Y tế New York. Daskalakis cho biết những người có triệu chứng ho và sốt trong phạm vi kiểm soát, dù ít nguy cơ có triệu chứng nặng, thì cũng nên tự giả định mình đã nhiễm bệnh và tự cách ly. Việc xét nghiệm trong tình huống này sẽ không mang lại lợi ích gì ngoài chuyện làm tăng nguy cơ cho nhân viên y tế và làm lãng phí dụng cụ mà thôi. Kết quả xét nghiệm dù có âm tính cũng dễ tạo cảm giác an tâm sai lầm trong bối cảnh virus đang hoành hành. Daskalakis chia sẻ, một bệnh nhân của ông có triệu chứng nhưng xét nghiệm ra âm tính. Ông vẫn yêu cầu người này giả định mình nhiễm bệnh và tiến hành tự cách ly để đảm bảo an toàn. Đổi chiến thuật, tập trung làm giảm khả năng lây nhiễm và tỷ lệ tử vong. Tại Los Angeles, ngày 19 tháng 3, quan chức y tế đưa ra khuyến cáo với các bác sĩ về việc từ bỏ xét nghiệm diện rộng. Việc xét nghiệm sẽ chỉ nên thực hiện nếu kết quả có thể làm thay đổi hướng điều trị mà thôi. Theo tờ Los Angeles Times đưa tin, chiến thuật được chuyển từ kiểm soát dịch thành làm chậm khả năng lây lan và ngăn chặn các ca tử vong, trích trong thông báo của cơ quan y tế. Đây là sự đánh đổi giữa lợi ích cá nhân và xã hội, điều mà người Mỹ thường hiếm khi phải lựa chọn. Việc có kết quả xét nghiệm sẽ giúp tâm lý của mọi người vững vàng, nhưng khẩu trang, nhân lực và các dụng cụ dùng để xét nghiệm cho người ít triệu chứng thực chất có thể cứu được mạng của ai đó nặng hơn. Tôi biết mọi người sẽ cảm thấy an tâm hơn khi biết tình trạng của mình, nhưng thực sự, nó không làm thay đổi cách bạn được điều trị đâu.